con thề với mẹ nha, 54 tuổi đầu rồi mà mẹ quấn cái này thì tốt nhất mẹ đừng có đi lấy chồng mẹ. Má, nhìn mẹ yêu cú mánh tráng, con gái ngán ngẩm phán một câu: tốt nhất mẹ đừng nên đi lấy chồng. Theo đó, trên mâm cơm đầm ấm gia đình, cô gái vô tình ngó thấy cách cuốn bánh tráng độc nhất vô nhị của người mẹ, đã phải thở dài, tâm trạng tràn đầy lo lắng cho số phận của người phụ nữ 54 tuổi ấy. Sợ rằng với cách ăn này sẽ chẳng thể lấy chồng được, trong khi tất cả các thành viên từ lớn đến bé đều cầm trên tay những cuốn bánh tráng hết sức là gọn gàng, đưa vào miệng cũng vô cùng là dễ thương, nom cách ăn mặc cực kỳ là duyên dáng. Thì ở riêng một góc trời, người phụ nữ 54 tuổi lại đang cầm trên tay cuốn bánh tráng rách trước, rách sau, cuốn chẳng thành cuốn, đùm không phải đùm. Như thế người phụ nữ đang gói ghém hết tất cả những thứ có thể gói ghém vào lại với nhau thành một cái khối. Con thề với mẹ nha, 54 tuổi đầu rồi mà mẹ quấn cái này tốt nhất mẹ đừng có đi lấy chồng mẹ. Chẳng tệ, nhưng mà mày cứ ăn cũng sôi. Nhưng mà các con, đây mẹ nhìn này, các cháu của mẹ này, mẹ nhìn. Sóc bỏ cái cuốn của con ra. Này, nhìn cái cuốn của cháu bà này, con gái bà này. Tao chỉ thế thôi. Ui giời, Sóc nhìn. Bà ăn miếng thơ này là không lấy chồng rồi được. Uống lên đây. Chuyện quá à. Trước cái lắc đầu bất lực của cô con gái, người mẹ tính nóng võ công cao không thể chối cãi được gì, nên đã quyết định dùng uy quyền của mình mở cơm bát cực căng với tất cả các thành viên trong nhà. Mặc dù nhận xét thương cao, thế nhưng cô gái cũng như những thành viên khác đều cảm thấy thích thú trước lời mắng yêu mượt mà như hét của người mẹ. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip cũng không nhịn được cười trước màn đấu khẩu vô cùng là kịch tính giữa hai mẹ con. Một số bình luận được mọi người để lại: khi một người dễ cáu lại gặp một người thích trêu, đã thế càng cáu càng trêu như thế mới máu. Đoạn quá gái ơi, tính lại nóng như kem nữa, cứ cái đà như này thì chưa lấy chồng được đâu. Nào, bà có cuốn đâu, rõ ràng là bà đùm lại ăn đấy chứ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.